Dạ thấy à. Dạ thì cái phần real time PCR thì chắc em nói chính về cái quantity PCR là để định lượng, thì thường mình dùng trong phân tích cái gene expression. Thì bữa trước mình cũng có nói một số cái liên quan tới real time PCR như là phân tích những cái mutation dùng trong cái dùng bằng cái high resolution male analysis. Thì bữa nay em nói qua cái gene expression, cái mRNA hoặc là một số ứng dụng như khác, như mình có thể dùng diagnostic như là trong cái hiện tại mình làm như là cái COVID-19. Thì đây là cái workflow chính của cái real time PCR. Thì từ mình có cái mẫu, xong mình tách cái RNA, sau đó mình đi kiểm tra những cái chất lượng của cái RNA đó. Sau đó thì mình sẽ revert thành cái cDNA và mình chạy cái qPCR. Và cuối cùng là mình sẽ có kết quả để mình phân tích. Thì đây là một số cái kiểu máy mà người ta hay xài, ví dụ như ABI hoặc là BioRAD. Thì một số cái loại chip người ta xài, ví dụ như là xài những cái chip đơn, hoặc là người ta xài những cái chip ví dụ như 8 chip, hoặc là người ta xài 96 well, hoặc là cái 384 well. Thì 384 well thì phải chạy chạy trên cái máy riêng của nó. Còn ba cái loại này có thể xài chung máy được. Nhưng mà những cái dòng máy khác nhau thì đòi hỏi những cái loại chip khác nhau, thì mình phải khi mình làm thì mình phải mua cho đúng loại. Thì cái real time PCR bữa trước mình có nói sơ, thì thường mình sẽ dùng hai cái loại cái chemistry khác nhau đó, là những cái loại như fluorescent, hoặc là những cái thường thì mình xài là cái cyber green, cái dye, hoặc là mình xài những cái probe ví dụ như Tuckman. Thì hai cái này cơ chế nó hơi khác nhau. Ví dụ như cái bên trái này là cái cyber green, thì cái này cơ chế là khi mà cái phản ứng nó xảy ra, cái mồi nó bắt và nó kéo dài để tạo thành cái mạch mới, và cái mạch đôi, thì khi mà có cái mạch đôi thì cái cyber green này nó sẽ phát màu và cái máy nó sẽ đọc được cái tín hiệu. Còn cái hình bên phải thì người ta xài những cái probe, và những cái probe này thì khi primer nó bắt trên cái mạch và primer nó bắt được tới cái probe đó, thì nó sẽ cắt cái probe và cái chỗ này nó sẽ phát ra cái màu, và từ đó người ta sẽ phát hiện được cái tín hiệu. Thường thì cái loại probe thì nó sẽ cho cái tín hiệu nó rất là chuyên biệt so với cái những cái loại như là cyber green. Và ví dụ như cái kit test những cái diagnostic thì thường người ta sẽ xài những cái probe nhiều hơn. Còn nếu mà chỉ xài trong phát hiện cái depression thì mình có thể xài cái cyber green thì nó sẽ tiện lợi hơn. Rồi, từ tới đây mình thảo luận đi. Mình với lại Bắc đã quay lại cái kỳ trước mà tôi học là y như là ngữ trình bày vậy đó. 20 năm về trước tôi học đó, là y giống vậy đó. Có nghĩa có hai phương pháp, hoặc là tổng hợp rồi tạo màu, đúng không? Đó là nó không có cần thiết kế probe, hoặc là phải thiết kế probe thêm ngoài cái cặp primer của mình ra, đúng không? Đó thì cái đó nó sẽ phát màu từ cái probe của mình. Đó là cái Tuckman probe, là nó tạo màu. Đó đó tôi học là vậy đó, y hệt giống như là ngữ nói hôm nay vậy đó. Mà bữa trước không biết Bắc với lại Minh thì có nghĩa là Bắc có vấn đề gì trong cái chỗ mà cái phần này vậy Bắc? Dạ, này là cái đề cương của em đấy thì cũng làm cái Tuckman probe này. Ở khoa em thì có làm cả cái cyber green này, nhưng mà đúng như anh nói đấy thì do cái cyber green cứ có mạch đôi là nó sẽ phát màu ạ, nên nhiều khi có sản phẩm mà nó không đặc hiệu thì nó cũng phát màu ạ. Còn cái thì bây giờ thì hay dùng cái Tuckman probe thì cái sản phẩm nó đặc hiệu hơn ạ. Thì cái đề cương của em thì dùng Tuckman probe ạ. Còn cái cơ chế của nó thì em sẽ gửi lại cái hình ảnh này. Nhưng mà ý ý của tôi nói là tôi ý tôi muốn hỏi là nếu mà em sử dụng cái Cyber Green không á, thì làm sao em detect được cái đột biến của em? Nó đâu có chuyên biệt đâu. Không lẽ cái mồi của em thiết kế ngay lên cái chỗ có đột biến đó hả? Hay sao em?
Của em thì dùng Tasman Pro ạ, dùng cái Đúng rồi. bên Thì đó, dạ. thì cái probe của em là chính là cái chỗ mà nó bắt cặp vô trong cái đó đúng không? Là nếu mà cái probe của em không có đột biến đó, thì nó không bắt được. Đúng không? Có đột biến thì nó bắt được, ví dụ như vậy. Thì lúc đó mình mới thấy được. Đó, thì cái phương pháp của em không thể nào sử dụng cái Cyber Green được hết á. À, dạ. Vâng, đúng Đúng rồi. không? Cái Cyber Green chủ yếu như vậy. Dùng cho chạy PCR bình thường ạ, thì có thể dùng cái này thay thế cái như chị Hương còn bảo ấy, thay thế cái Ethylene Bromide yeah, thì cũng hay sử dụng. Còn cái và đúng rồi, còn cái Real Time PCR thì sử dụng cái Tasman Probe ạ. Cái real time thì mình có thể xài được hai cái luôn em, nhưng mà cái prop thì nó sẽ chuyên biệt hơn, còn cái side screen nhiều lúc nó sẽ ra những cái sản phẩm phụ nên nó không chuyên biệt bằng thôi, chứ cả hai cái đều là real time PCR hết. Dạ. Và tại vì bây giờ em thấy chủ yếu dùng cái Tasman Pro, còn cái Cyber Green hay là Cyber Red này thì em thấy chủ yếu sử dụng để chạy PCR bình thường chứ. Vâng. Có PCR thể. bình thường thì đâu cần đâu em, PCR bình thường mình chạy gel xong mình nhuộm mấy cái như Ethylene Bromide hoặc là cái gel red hay gel green thì nó detect được rồi khi mình chụp hình, chứ cái này nó sẽ phát hiện trên cái cycle trên máy mà. Em phải hiểu cái design thí nghiệm của em á. Cái design thí nghiệm của em là em muốn bắt cái đột biến đó, mà cái đột biến thì nó phải chuyên biệt, thì cái probe đó, cái probe ở đây đó, đó cái màu xanh lá cây ở là màu xanh blue đó, đó cái chỗ đó nó giúp cho em bắt được cái đột biến. Cái probe của em nếu mà là nó là T đúng không, em muốn là cái substitution đó, của cái SNP đó là T, thì em phải design cái probe của đó để cho nó bắt chuyên biệt đó. Còn ở bên cái Cyber Green bên đây nó không có cái cơ chế chuyên biệt được không em? Với Dạ. lại Ừ. nếu cái prop thì em làm được cái multiplex là em kết hợp nhiều cái khác nhau, tại vì nó có thể kết hợp nhiều cái màu khác nhau. Dạ. Em đi tiếp như này. Ừ, rồi, Vâng. cảm ơn Ngữ, cảm ơn bác. Thì đây là cái hình cơ bản nhất của cái khi mình chạy cái real time pizza, thì là trên máy hoặc là trên màn hình máy tính nó sẽ hiện cái biểu đồ này. Thì ở biểu đồ này thì nó có mấy cái phần chính mình cần quan tâm. Cái trục đứng này là cái tín hiệu fluorescent, còn cái trục ngang là cái giá trị CT value. Thì trong cái quá trình chạy thì nó sẽ có những cái giá trị nhất định, ví dụ như cái baseline này là những cái cycle đầu tiên mà khi nó chạy và nó phát hiện những cái tín hiệu âm ly không, nhưng mà ở thường này thì nó sẽ ra những tín hiệu rời rạc mà nó chưa có bắt đầu nó lên. Sau đó thì khi mà nó gặp cái threshold là cái chu kỳ ngưỡng á, thì bắt đầu cái tín hiệu nó sẽ tăng lên. Thì khi mà cái giá trị này, đây là cái CT value, thì đây là cái giá trị mà cái sản phẩm PCR nó cắt với lại cái threshold này. Thì thường người ta quan tâm nhất ở cái real time PCR là cái giá trị CT value. Từ cái này mình có thể tính toán được cái mức độ biểu hiện nó bao nhiêu, hoặc là mình có thể xài trong xét nghiệm này nó có hay không có. Thì có hay không có thì tùy cái độ nhạy và độ đặc hiệu của kit nữa. Thì trong việc định lượng thì nó có hai dạng khác nhau mà mình có thể dùng cái real time PCR. Một là mình định lượng tuyệt đối là absolute, hoặc là mình định lượng tương đối là relative quantity. Thì thường cái tuyệt đối thì người ta muốn coi là trong cái phẳng đó nó tạo thành bao nhiêu cái copy number. Còn cái tương đối thì mình sẽ compare những cái group khác nhau, là trong những cái điều kiện khác nhau là cái expression level nó bao nhiêu. Thì đầu tiên là cái định lượng tuyệt đối. Thì thường trong cái này thì cái biểu đồ nó sẽ có hai cột. Cột đầu tiên là cái CT value, cột đứng. Còn cái cột thứ hai là cái người ta sẽ biểu thị cái log quantity là cái copy number của nó. Là nhưng mà cái dạng này là bắt buộc lúc nào mình cũng phải làm cái standard curve giống này.
Thì từ cái standard curve này mình mới có được cái công thức để mình tính, thì từ đây mình sẽ quy ra được là từng cái mẫu nó ra là cái giá trị bao nhiêu, và cái từ cái city value thì mình sẽ tính được cái mỗi cái copy number nó bao nhiêu. Thì ở đây em cũng có ghi sẵn cái công thức tính này. Thì nếu mình muốn định lượng tuyệt đối bao nhiêu cái copy number trong cái mẫu thì mình có thể xài cái phương pháp này. Còn cái mà người ta hay xài nhất trong cái real time PCR thì để người ta so sánh cái gene expression của những cái mẫu khác nhau. Thì cái phần này thì em lấy chính trong cái bài báo này người ta đăng trên Nature Protocol. Thì cái công thức này là của cái ông Livak này, ông làm ra luôn, nên thường người ta gọi là cái công thức này là Livak method hoặc là cái delta density. Thì ở cái công thức này thì ví dụ mình muốn so sánh ở những cái mẫu khác nhau, ví dụ như A với B, thì mình cần phải có những cái gen mình mong muốn mình phát hiện, là ở đây thì người ta gọi là interest gene, hoặc là và mình cần phải có những cái internal gene hay là những cái reference gene. Thì khi mình chạy xong cái máy thì mình sẽ có được những cái giá trị là city value, thì từ đây mình sẽ tính được cái full chain nó bao nhiêu. Thì ở trong cái phương pháp này thì người ta cho là cái efficiency của cái PCR là 100% để người ta tính. Thì để tính cái này thì người ta sẽ tính cái delta density, và người ta lấy hai mũ trừ delta density để nó ra kết quả. Thì cái này nó cũng tương đương với mình lấy hai mũ trừ density của cái mẫu A chia cho hai mũ trừ density của cái mẫu B. Thì density là cái gì? Thì đây có ghi là nó là cái giá trị city value của cái gen mình mong muốn, trừ đi cái giá trị city value của cái internal gene ở từng cái mẫu. Ví dụ ở đây mình muốn tính cái full gene thì mình sẽ tính là cái city delta city của cái mẫu A, sau đó mình sẽ trừ đi cái delta city của mẫu B, sau đó mình lấy hai mũ trừ cái đống này thì nó sẽ ra là cái full gene bao nhiêu. Thì không biết mọi người có hỏi gì chỗ này không? Nếu mà tôi hỏi thì tôi sẽ hỏi là làm sao để chọn được cái internal control gene em. À, khúc khúc sau thì Ok, rồi. thì trong này em cũng lấy trong cái bài báo đó một số ví dụ để mọi người dễ hiểu. À, cái dấu tròn tròn này là cái chữ delta, em gõ trên Windows thì chuyển qua đây thì nó ra cái hình tròn. Thì người ta đưa ra một số ví dụ để mình dễ hiểu cái cách tính. Ví dụ như cái bảng này em có liệt kê lại là cái giá trị city value. Ví dụ như ở đây người ta có hai nhóm là treatment với lại untreatment. Và cái gen người ta mong muốn là cái HOX DEM10 này, còn cái reference gene là 18S. Thì đây là cái city value. Thì để tính cái full gene mà do cái treatment nó gây ra thì người ta sẽ tính cái delta city của từng group, sau đó người ta trừ và người ta lấy hai mũ trừ delta delta city. Thì xong thì khi người ta trừ hết ra thì nó là hai mũ ba, thì cuối cùng nó bằng 8. Không biết chỗ này được chưa? Tôi ok. Dạ. Em đi tiếp. Cái này thì người ta sẽ làm cái là replication. Cái mẫu lúc nãy là người ta chỉ chạy một cái thôi, một jam ra một cái city thôi. Còn này người ta sẽ chạy replication là có ba giá trị. Thì tính nó như thế nào? Thì đây em làm cái bảng để liệt kê lại cái giá trị city value. Thì để tính cái này thì người ta sẽ tính từng từng giá trị trước, ví dụ như cái target gene mình trừ cho cái reference gene của từng cái. Sau đó mình cũng làm cái delta city, cái min của delta city của từng group. Sau đó ví dụ như ở đây mình có nhóm treatment với lại untreat, thì mình sẽ có những cái hai mũ trừ delta city của từng cái đó, xong người ta sẽ lấy min ở đây là min của nhóm treat trước, sau đó min của nhóm untreat, sau đó người ta chia đi thì người ta sẽ ra kết quả. Tới đây được chưa? Anh cho em hỏi cái chỗ là cái
Cái số mà người ta ghi là cái giá trị trung bình cộng trừ cho cái SD, đó là cái độ lệch chuẩn hay là cái standard error? Standard error of Ôi chị ta không deviation. tin. Dạ sao Em đây? nói tiếp đi chứ, em hỏi xong, sorry, tôi tưởng em hỏi Dạ xong. dạ dạ ý là tại em thấy cái SD, em thấy là em nhớ bình thường là để standard error, còn này giống kiểu là độ chuẩn, có thể không biết là nó đang nói cái nào. Cái này độ lệch chuẩn này. À dạ, cảm ơn. Không không sử dụng t test để test hai cái này ha em. Dạ, sau đó mình sẽ test được này. À. Mình muốn thì mình test, còn cái này họ chỉ tính thôi mà. Nhưng mà thường bắt buộc là phải test lại chứ. Chứ Ồ, không nó vậy mình vậy đâu biết nó có ý nghĩa không thì kia. vô đây thì đâu có biết được nó significant đâu mà. Có nghĩa là giống như nãy mình vậy đó, mình xây dựng cái tree xong đúng không? Dạ. Mình phải có một cái score hay là cái p value để mình confirm lại cái mình observe là có đúng hay không đúng không? Thường Dạ. thì mình phải có cái p value để mình nói được là có sự khác biệt hay không giữa cái treatment và untreatment đúng không? Dạ đúng rồi, thì sau khi người ta ram min rồi SD của từng group xong, người ta mới tính được, người ta làm t-test để tính cái p-value. Còn ở đây người ta chỉ hỏi là mình tính cái fold chain do cái treatment, thì ở đây người ta chỉ ghi cái số là fold chain bao nhiêu thôi. Còn mình muốn statistic thì mình phải tự làm cái t-test. Thì mọi người thấy là lúc nào mình cũng phải làm cái đó, tại vì thí dụ như ở đây đặt câu hỏi là cái treatment ở Mai là nó là 0.125 rồi 0.02 rồi 0.34 đúng không? Thì đây mình đâu có biết được là tại sao là nó không phải là 0.125 hết đúng không, mà nó có variation đúng không? Thì cái variation như vậy thì nó có ảnh hưởng gì không đúng không? Để mình so sánh bên đây cũng vậy, một cái là 4.00 một cái là 4.92 giống như vậy đúng không? Đó thì cái tính lặp lại đây người ta làm replicate để mình làm mấy cái t-test hả, hoặc là vicocent test đó để mình confirm lại. À, dạ cho em hỏi cái em sợ em hiểu lộn á, là cái internal control á, là tức là cả mẫu treat với untreat là cái internal control cái biểu hiện nó không thay đổi đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Thường nó phải stable. Với lại thường người ta phải test trong cái điều kiện người ta làm thí nghiệm này nó có thay đổi không, người ta mới biết cái gen nó là nên xài hay không. Còn cái fold gen nãy giờ anh nói có nghĩa là so sánh giữa cái gen target với lại cái internal control chứ không phải là so sánh giữa cái treat với untreat phải không ạ? So giữa cái treat với anh treat em, nhưng mà cái này giống như mình phải normalize với một cái gen mà nó stable trước, để coi hai cái mẫu đó nó có thật sự nó có ổn hay không trước khi mình so sánh hai cái group với nhau. Dạ. Vậy cái số mà ví dụ như là 0.125 đó, cái này là chỉ mới so sánh chỉ mới so giữa target với lại cái reference thôi đúng Đúng không rồi, ạ? đúng rồi. Dạ, còn cái fold gen á là sẽ so sánh giữa treated với untreated phải không ạ? Đúng rồi, phần trên là mình phải đem mình chia, giống cái công thức đầu tiên anh có ghi ghi thêm đây nè. Cái hai mũ trừ delta delta thực ra là cái trừ đây là mình lấy cái group này mình chia group kia. À, dạ, rồi. Em cảm ơn anh ạ. Tại vì cái này công thức luôn, cái công thức mũ thì anh chỉ ghi thêm cho mọi người dễ hiểu thôi. Rồi cái ví dụ tiếp theo thì cái này nó cái này nó cũng hơi tương tự. Cái này là người ta ví dụ trên mẫu bệnh nhân, ví dụ người ta chia cái group thành là 20 bệnh nhân là positive với cái HER2, 20 là negative với cái HER2, và người ta muốn so sánh cái expression của cái gene là BCL2 để coi là nó có khác biệt giữa hai cái group này không. Thì ở đây người ta cũng làm tương tự thôi, người ta tính cái hai mũ trừ density của từng group, sau đó người ta đem cái group người ta muốn so sánh với là cái positive, người ta chia cho cái group negative thì nó sẽ ra kết quả. Rồi ở đây người ta muốn coi cái significance hay không, như thầy hỏi lúc nãy thì người ta làm cái student t-test. Thì
cái kết quả QPSA thì cái hình A thì người ta chỉ vẽ là cái plot lúc chạy trên máy thôi, thì người ta muốn nói đây là cái pattern của tất cả những cái mẫu người ta chạy là 300 mấy mấy chục mẫu thì nó gần gần như nhau, thì người ta nghĩ cái expression nó cũng theo một cái pattern nào đó. Và cái hình B thì người ta làm nhiều nên người ta sẽ biểu diễn lại bằng cái heat map. Thì thường nếu mà ít mẫu thì mình chỉ cần xài cái bar plot để mình vẽ cái kết quả QPSA được rồi. Nếu mà nhiều thì mình có thể vẽ bằng cái heat map giống vậy. Thì cái array sequencing thì thường mình cũng vẽ bằng heat map, thì cái này nó cũng tương tự thôi. Cái micro array cũng vậy. Thì ở đây người ta vẽ hết lên. Cái bài này thì người ta làm cái QPSA của những cái micro array. Thì để vẽ cái này thì người ta cũng tính cái density và người ta lấy log và sau đó người ta vẽ ra cái hình này. Còn cái ví dụ thứ tư thì ở đây là cái nãy thầy có hỏi là cái gen mình có thể làm cái internal control hoặc cái reference được hay không. Thì thật ra mình phải test trước trong cái thí nghiệm của mình. Ví dụ mình muốn làm thí nghiệm trong cái điều kiện, ví dụ mình treat một cái thuốc hay một cái chất gì đó mà mình muốn xài những cái gen làm reference gene, thì mình phải test coi là cái gen nó có xài được hay không. Thì trước tiên mình cũng phải chạy để mình coi cái CT value nó bao nhiêu. Thì ở đây người ta có hai cái nhóm là treat với là untreat. Và cái gen này người ta muốn làm cái internal control thì người ta ra cái CT value như thế này. Và người ta tính lại coi là cái hai cái group này, cái gene internal control mà người ta muốn xài nó có thay đổi hay không. Nếu mà nó thay đổi nhiều thì người ta không có xài được cái gen này làm cái internal control hoặc cái reference gene. Thì ở đây người ta cũng tính cái cách tương tự là hai mũ trừ cái, ở đây nó chỉ có một gen thôi nên người ta lấy trực tiếp là hai mũ trừ cái CT value, sau đó người ta lấy min của từng group, sau đó người ta cũng đem chia. Thì người ta thấy là hai cái group này thì cái reference, cái internal gene này thì nó thay đổi là gấp 2 lần khi mà người ta xài cái thuốc này, ta treat vô. Thì khi mà cái gene mà người ta muốn nó thay đổi kiểu này thì không có xài được làm cái reference gene hoặc là cái internal control cho cái thí nghiệm. Thì người ta nói là những cái internal control thì phải là nó không có thay đổi dưới cái điều kiện thí nghiệm. Thì cái điều kiện thí nghiệm thì tùy cái thí nghiệm của mình, chứ không phải là lúc nào mình cũng lấy giống nhau. Ví dụ như lúc nào cũng xài beta-actin hoặc lúc nào cũng xài GAPDX thì mình phải coi trong cái điều kiện thí nghiệm cụ thể của mình nó có thay đổi hay không, sau đó mình mới xài tiếp được những cái bước sau. Thì ở trong nhiều nghiên cứu thì người ta cũng muốn xác định là cái gene đó có thể làm cái reference gene được hay không. Thì ví dụ như trong lão hóa người ta cũng tìm những cái reference gene khác, hoặc là trong từng loại ung thư người ta cũng tìm những cái loại cái reference gene khác, hoặc là trong một cái điều kiện nhất định nào đó thì người ta cũng phải tìm lại cái reference gene hoặc là cái housekeeping gene. Thì cái housekeeping gene thì nó thuộc những cái reference gene mà thường những cái housekeeping gene mà nó nằm trong cái cấu trúc tế bào như là GAPDX hoặc là cái tumulin hoặc là beta actin gì đó, thì thường nó cũng ít thay đổi nhưng mà tùy cái điều kiện. Thì một số điều kiện nhất định thì nó cũng thay đổi luôn. Thì trước khi người ta muốn làm cái QPSA để làm cái gene expression này thì người ta phải test lại hết một số cái reference gene thường có để người ta coi trong cái điều kiện người ta có xài được hay không, và sau đó người ta mới tiến hành những cái bước tiếp theo. Tới đây được không thầy? Tới đây được em. Được em. Dạ. Mà thực chất ra là người ta thử cái microarray á. Dạ. Cùng một sample người ta vẽ cái graph đi hack lên á. Nó thay đổi chưa? Dạ đúng rồi, nhiều gen thực ra người ta hay xài mà em test lại cái một số thí nghiệm của em cũng đổi nên phải chọn cái khác. Nên không phải lúc nào mình cũng cứ nhắm mắt mình cứ lấy mình làm biết. Mình phải coi lại cái sample của mình nó specific trong trường hợp này. Ví dụ như khi mình treat cái thuốc này thì cái gen này nó đổi mà cái gen kia nó không đổi thì
mình phải test trước mình mới biết chứ. Mình cứ bưng đại vô nhiều lúc nó ra sai hết, là mình phân tích mình normalize nó ra cái expression của mấy cái gen khác là nó bậy hết. Với lại là đôi khi nó mạnh quá, chẳng hạn như là những cái housekeeping gene nó biểu hiện nhiều quá, xong xuôi rồi mình chia cho nó đó, mình lấy cái gene interest của mình chia cho cái reference gene như vậy á, thì nó thành ra cái difference nó có sự khác biệt, nhưng mà do mình chia ra nó nhỏ quá, sự khác biệt của mình trở thành không significant đó, nó cũng rất là khó. Thì thật ra cái internal control hoặc cái reference gene thì người ta có thể xài một hoặc là người ta combine một hai gen để người ta normalize cũng được. Tiếp thì cái phần này nói chung là để tính cái expression thì nó có cái khúc đó thôi. Còn một số cái ứng dụng ví dụ như mình để test coi là mình có nhiễm virus hay không thì người ta cũng làm cái real time PCR. Thì thường cái này người ta sẽ xài những cái probe tại vì nó specific hơn. Thì ví dụ như cái SARS-CoV-2 thì người ta sẽ làm một số cái probe khác nhau lên một số cái vùng gen khác nhau để người ta xác định là chính xác là nó có hay không có. Thì người ta cũng chạy xong, nhưng mà ở đây thì để người ta xác định thì người ta không có làm giống như cái gene expression lúc nãy là xài cái những cái reference gene mà người ta sẽ so với những cái mẫu như là negative hoặc positive control để người ta coi những cái probe đó nó ra kết quả như thế nào. Thì tùy vô mỗi kit thì nó sẽ có cái độ nhạy và độ đặc hiệu khác nhau nên cái giá trị CT value bao nhiêu là dương tính hoặc âm tính thì tùy cái kit, mỗi kit nó sẽ quy định khác nhau. Thì khi mà người ta làm một kit thì người ta phải so với cái hướng dẫn của kit đó để người ta xác định là âm hay dương. Nhưng mà thường người ta khi mà người ta coi cái giá trị CT value thì người ta biết cái tải lượng mà virus mình nhiễm là nó sẽ nhiều hay ít. Ví dụ như khi mà cái CT value nó nhỏ hơn một thì cái lượng ví dụ như một cái người A là CT value 20, một người B là 21 thì cái lượng virus là nó đã gấp đôi rồi. Tại vì mỗi chu kỳ nó sẽ nhân lên là sau mỗi chu kỳ là nhân lên 2 lần thì n chu kỳ là 2 mũ n thì tùy vào cái giá trị value thì mình có thể tính được cái lượng virus người ta là nhiều hay ít. Mà em có biết được là có ai sử dụng cái data này để làm cái regression với lại cái stay của người bệnh không em? Có nghĩa Dạ là định lượng nhiều hay ít đó thì tôi biết được, còn phụ thuộc vào cách lấy mẫu nữa đúng không? Bây lắm. giờ Dạ dạ đúng. tôi bỏ qua cái bias là cách lấy mẫu đi, có nghĩa là lấy mẫu đều như nhau hết đó, thì cái lượng virus càng nhiều thì cái regression của cái bệnh nó ở cái giai đoạn càng càng late stay mình. Cũng tùy thầy thì tùy cái lượng người sẽ test nhiều cái lượng virus với lại những cái tế bào miễn dịch hoặc cái kháng thể mình sinh ra nữa thì người ta mới kết hợp hết là người ta mới coi là cái state nào chứ không phải mỗi cái này không. Đây cái này nó nhạy quá đúng không? Đôi khi Cái phần về kêu visa thì nó tới đây thôi. Còn đây là cái hình cuối cùng thì một số cái phương pháp khác người ta dùng để nghiên cứu về protein thì mấy anh chị đây chắc cũng rành về mấy cái như là IHC hoặc là ICC rồi. Thì làm những cái slide xong đó mình nhuộm bằng kháng thể để mình coi nó có biểu hiện cái marker đó hay không. Thì một số cái khác nữa ở trong lab người ta hay xài như là Western blot cũng để xác định là cái protein nó biểu hiện hay không, hoặc là muốn định lượng chính xác cái số nó bao nhiêu, ví dụ như là bao nhiêu nanogram hoặc bao nhiêu microgram thì người ta xài định lượng bằng cái ELISA hoặc là người ta xài bằng flow cytometry để người ta coi cũng biết là cái marker đó nó có biểu hiện hay không. Thì tất cả những cái phương pháp này thì đều dựa trên cái nguyên tắc là kháng nguyên kháng thể hết, người ta bỏ kháng thể vô để người ta coi phát hiện cái mẫu đó nó có dương tính với cái marker đó hay không. Dạ, cái bài của em hết rồi. Cho tôi hỏi là tôi biết được là trong đây á, thì cái nhạy nhất là cái qPCR đúng không? Tại vì
là cái tính chuyên biệt nó cao. Rồi giờ so sánh giữa năm cái này thì cái nào độ nhạy nó tốt nhất ở trong năm cái này vậy? Có phân cấp không? Nếu mà nhạy thì người ta muốn định lượng chính xác thì cái ELISA là nhạy, tại vì nó ra cái số cụ thể thôi. Còn cái kia, ví dụ như cái hình Western blot này, tùy cái expose time thì mình sẽ thấy cái bên nó mạnh hay yếu khác nhau nó, nên mình thật ra mình rất là khó coi, khó biết là nó chính xác bao nhiêu. Nhưng mà cái hình này toàn bộ là những cái mà mình muốn detect cái protein hết này. Còn cái qPCR lúc nãy là mình định lượng cái mRNA. Thì cái level kia là mình chưa chắc được nó có biểu hiện hay không đúng không? Thành rồi Dạ. clean. Cái flow cytometry nó cũng nhạy nhưng mà nó cũng có nhiều cái nó ảnh hưởng, mình phải biết phân tích cho nó đúng. Ví dụ như mình nhuộm hai ba màu khác nhau mình phải biết cái compensation, chứ không là tín hiệu nó ra mình không biết là nó bậy hết, nên nó cũng khá là nguy hiểm. Còn cái ELISA mình chỉ thường mình chỉ nhuộm cái target của mình thôi, nên cái số nó ra thì nó cũng định lượng giống cái qPCR là định lượng, nên cái số nó ra sẽ chính xác nhất. Nhưng mà tôi thấy mấy cái kit mà ELISA để chẩn đoán mà hai vạch một vạch gì đó đối với COVID cơ, tôi thấy cái đó nó xàm kinh khủng luôn. À, cái đó là later pro rồi, nó cũng dựa trên kháng nguyên kháng thể nhưng mà nó không phải là cái kiểu ELISA bình thường, nó chỉ cũng dựa vô kháng nguyên rồi nó có kháng nguyên nó hay không, chứ nó không phải cái kiểu này. ELISA nó hơi khác xíu. Rồi, cảm ơn Ngữ rất là nhiều. Chỉ muốn nói thêm một chút xíu nữa là ở đây anh chị em học công nghệ sinh học đúng không, mà tôi rất tội cho mấy em sinh viên học công nghệ sinh học đó, ra không tìm được việc làm đó, rất là tội. Mà trong khi đó là cứ cái ngành này cứ bảo là ngành học của tương lai không à, nhưng mà trước mắt mọi người thấy không, tại vì mình không chịu phát triển chứ, là cái công ty Việt Á là nó năm 2020 là nó kiếm 1.500 tỷ đồng Việt Nam đó. À, rồi năm nay là nó kiếm gấp 3 lần, có nghĩa là 6.000 mấy tỷ đó, mà chưa hết năm nữa, là phát triển cái qPCR để test COVID, mọi người thấy không, đó đâu phải ngành học tương lai gì đâu đó. Tương tật nãy giờ mình nói là mình đã biết hết, mình làm được hết đó, chứ cái gì đâu xa xôi đúng không đó, mà mình lại không 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 có việc làm cho sinh viên của mình. Tôi thấy nghiệt ngã thiệt đúng không đó. Tương tật là trong khả năng của mình, nó kiến thức ở đây mình biết hết đó, mà mình không làm ra được cho sinh viên mình có việc làm, học xong tôi thấy toàn ra bán hàng không mọi người, tội tội dễ sợ thiệt đó. Tại vì bên mình cái R&D nó không có mạnh này, cái nghiên cứu phát triển sản phẩm nó không có mạnh như mấy nước khác. Mấy nước khác người ta chuyên vô cái đó nhiều hơn, sau đó người ta mới marketing, chứ của mình toàn đi bán không, toàn nhập về bán không. Đúng rồi, mà mình Ủa? làm được chứ không phải mình không làm được. Về mặt kiến thức có mình học đàng hoàng cũng bài bản lắm, 20 mấy năm trước tôi đã học vậy rồi đó, chứ không phải tới bây giờ ha. Tôi nói thiệt, tôi không nói láo đâu, tại tôi đâu có ngồi coi mấy về kỹ thuật sinh học phân tử đâu đó, mấy cái mà nãy Ngữ nói là 20 mấy năm trước tôi đã học vậy rồi đó. Đó có nghĩa là về mặt kiến thức là mình có kiến thức mình làm, nhưng mà 20 mấy năm rồi mình vẫn như vậy à. Có là tôi đọc những cái bài mà publication á, vẫn là rapid đối với thực vật bộ này kia, và nói chuyện với lại Giang ở Cần Thơ chuyên về thực vật cũng vậy, nó vậy đó. Có nghĩa là nó đi chậm lắm mọi người, chậm hơn người ta rất rất là nhiều luôn á. Nhưng mà có ai mà góp ý kiến vào á là họ hùng hổ lên ghê lắm à, đáng sợ lắm đó. Giống như không không biết làm, người ta chỉ cho mà mình mà góp ý vào là hùng hổ lên là làm thấy sợ lắm, mọi người sẽ thấy người ta trở mặt như trở bánh tráng vậy mọi người. Nhưng mà cái ý của mình là tốt, mình muốn giúp thôi ha, mà người ta vậy đó kinh khủng lắm đó, tôi không hiểu cái đó, tôi không hiểu. Có đi chậm tốt á, sợ không đi đứng yên nữa chứ. Ý ý của chị Nguyên đó là chả thèm đi luôn đó chị. Nhưng mà chặt chân ngồi ngồi đợi xung rớt hay gì đúng không?
Rồi. Ý mình là mình rủ hợp tác làm để đôi bên cùng có lợi, win-win đúng không? Đó mọi thứ đó, mà người ta cảm thấy là giống như là cái chuyện mà hợp tác đó là nó cái gì nó ghê gớm lắm. Đó, cái gì là sẽ bị người ta lợi dụng hay là cái gì dữ dội lắm. Đó. Tôi nói thiệt, tôi đi nhiều bệnh viện lắm ở ở ở Sài Gòn đó, đó để kêu gọi hợp tác đó, mà người ta làm thấy ghê lắm mọi người. Sợ lắm. Ừ. Sợ mình lại ăn cắp kiến thức của họ hay sao không biết đó, nhưng mà tôi đâu có lại tôi gì đâu, tôi lại là tôi báo cáo cái bài của tôi đó để cho người ta biết tôi làm cái gì nó vậy đó, mà họ không có cái tinh thần, nói chung là không có tinh thần nghiên cứu cũng không có tinh thần phát triển, nó cứ như vậy đó. Ừ. Bởi vì thấy tội cho mấy mấy đứa sinh viên đó, đó. Thật chất là tụi tôi cũng bơi với mà tôi với chị Nguyên với Hạnh những người cùng tuổi gần gần tuổi nhau, tụi tôi toàn tự bơi không mọi người, không có ai hướng dẫn là phải học cái gì, phải đi đâu học hay là cái hướng phát triển như thế nào, định hướng như thế nào. Tôi học xong rồi hả, về trường đó, mà trường còn không nhận nữa đó mọi người, đuổi việc tôi đó. Ừ. Nói vậy đó, nhưng mà người ta đuổi thì mình đi chứ biết làm sao, giờ mình đâu có ngán đúng không? Đó, người ta không cần mình thì mình đi đúng không? Đó. Đến bây giờ thế bọn em vẫn còn thế thầy ơi. Bởi vậy tôi mới thấy lạ đó, tại sao nhân lực mình không có, ô nhân lực mình vẫn có nhưng mà mình không làm được đó. Mình có nói là công nghệ sinh học là ngành học của tương lai đó, trong khi nó trước mắt đó mọi người thấy người ta kiếm tiền quá trời đó, nó kiếm mấy ngàn tỷ chứ không phải là mấy ngàn đồng nha, mấy ngàn tỷ đó là cái bộ kit không á mọi người đó. Nhưng mà cái này là thật chất cái là cũng kiếm tiền ở trong nước là chủ yếu thôi chứ mình chưa có xuất khẩu được, nhưng mà mọi người cũng thấy được là mình làm trong nước mình hiệu quả trước đi, mình tính mấy cái chuyện xa xôi kia đúng không. Ở Việt Nam mình đã đặt những kỳ vọng nó ghê gớm lắm, nó đặt những kỳ vọng nó quá đáng, tất cả đều là ngạo nghễ kinh lắm, dùng cái từ rất là đáng sợ đó. Chứ thật chất là mình làm những chuyện bé bé, mình làm được những cái chuyện mà mình cần đúng không, đó là mình thấy hạnh phúc rồi đúng không, đâu cần cái gì cao xa. Ừ. Mà cái này là tường thuật là có trong sách giáo khoa đúng không, có hết đó, mà không hiểu tại sao lại không có làm được đó, không biết làm cái gì, cái đó tôi không biết, không biết làm cái gì. Rồi, cảm ơn Ngữ rất là nhiều ha, cho mình cái overview, tại vì là tôi với lại Quý với lại Bắc là muốn làm detect mấy cái pseudo gene đúng không? Đó, muốn coi thử coi là thí dụ như là cái gene PKD1 đó, đó, nó có biểu hiện hay không có biểu hiện ở trong một cái máu của người bệnh cái cyst kidney thí dụ vậy đó, thì tôi chỉ làm cái qPCR giống vậy đúng không? Thì tôi muốn coi nó có hay không có biểu hiện thì làm đối chứng như thế nào. Đó, thì cái chuyện này tôi nghĩ chắc Quý là làm dư sức qua cầu, làm một cái qPCR ở trên cái trại cái đi thu mẫu bệnh nhân bị cái cyst kidney là được đúng không? Đó, thì cái này là những cái đơn giản mình có thể làm được đúng không? Đó, cái cơ bản những cái đơn giản đó. Rồi, cảm ơn Ngữ, bây giờ mời tới Giang em ha, mời Giang nói về cái bài cuối cùng của